Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại kênh của mình. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người một con app là tzmall.com. Thì con app này mình đã sẽ giới thiệu cho mọi người cách kiếm tiền trên con app này nha. Đó, thì ở đây mình sẽ đăng xuất ra và hướng dẫn mọi người cách đăng ký. Thì link đăng ký con app này mình đã để dưới phần mô tả cho mọi người rồi. Thì đây mọi người có thể thấy này, đây chính là cái phần giao diện đăng ký của con app này. Thì bước đầu tiên mọi người cần điền số điện thoại của mọi người vào. Tiếp theo là mật khẩu này. Đây chính là mật khẩu đăng nhập nha. Và tiếp theo là mật khẩu bảo mật. Mật khẩu bảo mật này mọi người sẽ điền vào giúp mình để mọi người có thể rút tiền. Đó, rút tiền được từ con app này ra. Và mã 10, mã 10 mình đã để dưới phần mô tả cho mọi người rồi. Mọi người điền giúp mình mã 10. Tiếp theo cái phần gắn này thì mọi người điền giúp mình cái mã ở đây. Sang bên này, đó mã cache bên phải của mọi người ở đây. Mọi người điền giúp mình sang bên này và bấm đăng ký là thành công thôi. Đó, hình như mình đã đăng ký rồi thì mình sẽ đăng nhập vào luôn. Ở đây mình sẽ đăng nhập này. Mình sẽ nhập số điện thoại của mình và mật khẩu của mình và bấm đăng nhập. Ok, như vậy là thành công rồi. Như vậy đây giao diện chính của nó này mọi người này. Đó là phần, đây là phần thông báo của nó. Thì tí nữa mình sẽ nói qua cái phần thông báo này. Thông báo này sau nha. Đó. Thì ở đây cái phần trung tâm này. Đấy, đây chính là con app trung tâm mua sắm. Thì mọi người có thể thấy hiện tại con app này nó có những cái gì cho mọi người. Đó, hiện tại này có những có gói đầu tư từ VIP 1 cho đến VIP 8 của mọi người. Hiện tại có thể chỉ trên sàn Amazon này. Đó, hoặc là Overstock này, hoặc là eBay. Đó, thì đây mọi người đọc qua phần tôi này. Khi mình đăng ký thành công thì mình sẽ nhận ngay 18 đô la miễn phí free cho mọi người. Đó, thì ok mình sẽ thử nạp tiền và tham gia đầu tư cho mọi người luôn. Đó, thì đây mọi người muốn đầu tư ở đâu thì mọi người sẽ bấm vào tiền gửi ở đây. Tiếp theo mình sẽ sao chép địa chỉ ví. Đó, sao chép thành công đúng không? Đó thì mình sẽ bấm vào gửi. Ok, mình sẽ tải lại nha. Đây ví của mình hơi lỗi này. Đó, TRC20 này thì mình sẽ nạp 5 đô la vào. Mình sẽ dán cái địa chỉ ví đấy vào và bấm 5. Xong này và tiếp theo. Như vậy là xác nhận này. Đó, như vậy là thành công này. Mình sẽ quay trở về ví này và bấm ở dưới đây. Nhấp vào khi chuyển xong này. Đó, mình sẽ tải lại trang một chút nha. Xem tiền về chưa nha. Đó, hiện tại này mình đã có 5 đô la, mình đã nạp 5 đô la rồi này. Mình sẽ bấm vào ví của tôi. Đó, và bấm tôi đây. Xem nào tiền về chưa nha. Ok, thì đây mọi người có thể thấy này, cái phần gói đầu tư ở đây. Thì mọi người có thể đầu tư ở đây. Gói VIP 1 là gói trong 3 ngày thì mọi người có thể lợi nhuận hàng ngày, hàng tháng là 54 đô la. Đó, thì gói cao nhất của nó là trong vòng 15 ngày và lợi nhuận của nó là 90.000 đô la và mỗi đơn hàng sẽ là 200 đô la. Đó, thì như vậy trong vòng 15 ngày thì mọi người sẽ nhận được 10.000 đô la. Đó, như vậy là cực kỳ ngon đúng không? Thì đây, mọi người có thể thấy này. Hiện tại mình sẽ tải lại trang một lần nữa. Sẽ tải lại trang một lần nữa cho mọi người này. Đó, thì ở đây mình sẽ xem tiền đã về chưa nha. Ok, đợi một chút nha. Mình đã nạp tiền thành công chưa ta? Ở đây. Đây cái phần thông báo này đăng lại chuyển vào tài khoản VIP này. Chuyển vào tài khoản VIP này. Ok, thì ở đây mọi người có thể thấy này, hiện tại tiền mình đã về rồi, mình đã thật được 23 đô la rồi đúng không? Đó, thì ở đây, phần hôm này, thì mình sẽ mở một cái gói, mở một gói VIP 1 này, ok chưa? Mình sẽ zone nha, zone nào này. Đó, như vậy mình đã mở thành công gói VIP 1 này, và mình sẽ làm nhiệm vụ nha. Thì nhiệm vụ ở đây mọi người thấy là con việc nhiệm vụ này là đặt đơn đúng không? Mình sẽ đặt đơn này. Đó, như vậy là đặt đơn này, thành công này. Tiếp theo mình sẽ đặt thêm một đơn nữa. Đó, như vậy là thành công. Thì như vậy mọi người thấy phần phần có biết tuyệt đây. Hiện tại mình đã thành công 3 đơn cho mọi người rồi này. Và mình sẽ được 0.6 là 1.2 là 1.8 đô. 1.8 đô. Đó, mình sẽ bấm tải lại. Đó, mọi người thấy chưa? Hiện tại mình đã được 1.8 đô la. Thì ngoài cách thức khác mọi người có thể kiếm tiền trên con app này, đó chính là phần share này. Phần share này mọi người có thể copy cái đường link này. Mọi người chia sẻ có bên đường link này, mọi người chia sẻ lên trang mạng xã hội như là Facebook này, TikTok này, Zalo, Twitter, tất cả những trang mạng xã hội mọi người có thể tiếp cận đến người dùng tốt nhất có thể. Đó. Thì như vậy thì mọi người sẽ trở thành
đại lý của họ và ăn những phần trăm hoa hồng từ cái con app này cho mọi người. Đó. Thì đây, ở ngoài ra có những gói VIP khác cho mọi người để tham gia. Hiện tại mình đã tham gia gói VIP 1 đó thì cho mọi người có thể thấy. Hiện tại mình có gói VIP 8 nữa này. Đó là 10.000 đô la. Đó lợi nhuận của con gói này 10.000 đô la trong vòng đó. Ở đây mình sẽ thử thử rút tiền cho mọi người thử xem nha. Đó withdraw này. Đó, đây chính là cái phần rút tiền cho mọi người. Hiện tại số tiền mình rút là 1,8 đô được này. Thì ở đây mình sẽ viết là 1.8. Ở đây mình sẽ điền ví của mình vào nha. Điền ví của mình vào này, bấm nhận này và sao chép này. Đó, và bắt tiếp tục dán vào. Dán ví của mình vào đây. Và tiếp theo, đây chính là cái phần mật khẩu giao dịch của mình. Ngay từ lúc mình đăng ký đây và bấm confirm. Ok, hình như vậy mình đã rút thành công rồi nha. Đó thì ở đây, ngoài ra mọi người có thể thấy này, hiện tại ở đây mọi người thì bấm phần task này. Hiện tại mình nói nhiệm vụ của mình là 3 nhiệm vụ là mỗi ngày đây. Mọi người thấy tiền của mình đã về rồi này. Tiền của mình đã về rồi này, 1,1.8 từ cái địa chỉ ví này. Đó, như vậy là mọi người có thể thấy là con app này nó khá là uy tín cho mọi người. Mọi người có thể thấy đúng không? Đó, thì ở đây phần xe này mọi người đã biết qua rồi đúng không? Mình đã nói qua đây chính là phần đại lý của con app này. Ok, thì như vậy mình đã giới thiệu đầy đủ chi tiết con app này cho mọi người. Ngoài ra mọi người có thể thấy ở đây phần cuối này chính là cái phần hoa hồng của từ con app này. Đó, khá là nhiều người có thể kiếm này. Kiếm được tiền đấy, thấy chưa? Ngon chưa? Mọi người có thể thấy. Ok, thì chắc là video của mình đến đây là kết thúc thôi. Link đăng ký con app này mình đã giới thiệu đầy đủ chi tiết cho mọi người rồi. Tạm biệt mọi người nha.